Vào ngày 23 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp. Hội nghị có chủ đề Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, hội nhập hiệu quả bền vững. Đây là cuộc đối thoại lần thứ 3 với doanh nghiệp kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ nhiệm kỳ. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt đến tham quan và giao lưu tại khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Đông Trùng Hạ Thảo Thiên Tâm Thảo. Chia sẻ với Thủ tướng, doanh nghiệp Thiên Tâm Thảo đang có kế hoạch ứng dụng sản xuất một loạt các sản phẩm từ Đông Trùng Hạ Thảo đã được kiểm nghiệm lâm sàng thành công như nước uống hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ sinh lý nam cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, sản phẩm súp ăn liền bồi bổ sức khỏe cho người mới ốm dậy, tinh chất dạng uống cho người bị huyết áp, tuần hoàn máu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vui vẻ lắng nghe ý kiến của Thiên Tâm Thảo và khẳng định rằng sự yếu kém, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam một phần đến từ nhà nước và Thủ tướng sẽ cùng Chính phủ hết sức hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp không được làm ẩu và vi phạm pháp luật. Các cơ quan thanh kiểm tra, tòa án, viện kiểm soát trân trọng quyền con người, quyền công dân, quyền kinh doanh. Sau hội nghị này sẽ có nghị quyết của Chính phủ về định hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sự xuất hiện của Thủ tướng là một niềm vinh hạnh lớn đã động viên tinh thần của doanh nghiệp Thiên Tâm Thảo. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm niềm tin vững chắc để tiếp bước phát triển các thị trường nước ngoài như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ.